Câu lạc bộ thiên tài chương 623, sau này còn gặp lại hai. Không cần hoảng sợ, Lâm Huyền. Sau vài giây yên lặng, giọng nói trẻ con của VV vang lên trong tai nghe bluetooth, thay thế cho giọng điệu ngạo mạn, khinh thường vừa rồi, chúng ta chưa bị lộ, tôi cố tình để hắn vào. VV nói với Lâm Huyền rằng. Tiếng cười điên cuồng phát ra từ mọi thiết bị điện tử trong sân vận động thực sự là do Kevin Walker khởi xướng. VV xác định chắc chắn đó là Kevin Parker vì không thể tìm thấy nguồn gốc của các dữ liệu này, điều này là bằng chứng tốt nhất, chỉ có Kevin Parker mới có kỹ thuật hacker như vậy để làm cho VV không thể tìm thấy. Nhưng câu ECU vừa rồi không phải phát ra từ toàn bộ hệ thống, mà chỉ nhắm vào tai nghe của cậu. Tôi đã phát hiện ra cuộc tấn công và dấu vết của hắn ta từ sớm, tôi có thể dễ dàng chặn lại. Nhưng vì hắn ta chỉ tấn công một mình cậu nên chặn hay không chặn cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao cũng là nhắm vào cậu, chi bằng để hắn ta vào, xem hắn ta muốn nói gì. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng Kevin Walker không phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cũng không thể tìm thấy tôi. Chơi trò trốn tìm, ẩn nấp luôn dễ hơn tìm kiếm nhiều, hiện giờ tôi và hắn ta đều như vậy, hắn ta không tìm thấy tôi và tôi cũng không tìm thấy hắn ta. Ngược lại, chúng ta còn có lợi thế. Vì tôi biết rõ và nhận ra sự tồn tại của hắn ta, nhưng hắn ta hoàn toàn không biết về tôi. Lâm Huyền lắc đầu, tôi tin rằng cậu không bị lộ, cậu là kết tinh của công nghệ đỉnh cao nhân loại sau 600 năm, hắn ta không thể phát hiện ra cậu, tôi đương nhiên tin tưởng. Nhưng chắc chắn tôi đã bị lộ, nếu không hắn ta sẽ không nói câu đó chỉ riêng với tai nghe của tôi. Hơn nữa, có một điều tôi chưa nói với cậu. Câu nói của Kevin Walker giống hệt lời của người đàn ông bí ẩn cách đây 600 năm nói với tôi. Từ ngữ điệu đến thói quen phát âm, rất có khả năng là cùng một người. Tôi thực sự không hiểu họ đã làm cách nào, làm sao Kevin Walker có thể truyền đạt thông tin qua 600 năm thời gian. Lâm Huyền nhắm mắt lại suy nghĩ. Sao có thể truyền thông tin ngược thời gian? Nếu phải nói, chỉ có hai khả năng như hắn có thể thông qua kiểu như mơ mà nhận được thông tin từ tương lai. Người du hành thời gian, từ tương lai du hành về hiện tại, giống như hoàng tước. Lâm Huyền thừa nhận. Khi hắn nghe thấy giọng Kevin Walker trong tai nghe, hắn thực sự nghĩ đến vô số khả năng của cái bẫy này. Ví dụ, là Kevin Walker từ tương lai bắt hắn trước, sau đó bằng cách nào đó không thể tưởng tượng được, truyền thông tin này cho Kevin Walker trẻ tuổi trong quá khứ để hắn ta trong dòng thời gian bình thường giết chết mình. Giống như những gì hắn luôn làm, nhận thông tin từ tương lai, thay đổi hiện tại, thay đổi tương lai. Nhưng giờ bình tĩnh lại, phân tích kỹ hơn. Nếu Kevin Parker thực sự có khả năng đó, cần gì phải chờ đến bây giờ? Cần gì phải đợi đến khi mình tháo mặt nạ của Johnson, mới có thể xác định mình, giấc mơ thứ tư đối với hắn chỉ là vài ngày trước. Nhưng đối với thế giới này, đó là tương lai cố định sau 600 năm, thời gian dài tới 600 linh một năm phát triển. Vậy nên, người đàn ông trong giấc mơ thứ tư chắc chắn đã biết tên của hắn, địa điểm xuất phát của hắn, thậm chí rõ ràng tội lỗi của hắn, thì làm sao có thể không biết khuôn mặt, thân phận và tọa độ lịch sử của hắn, lại cần đến những giây cuối cùng gần 0 giờ 42 phút mới biết được sự thật, nếu dấu vết lịch sử của hắn không bị xóa, thì hắn cũng là một người có chút danh tiếng trong lịch sử, điều tra hắn phải rất dễ dàng. Chợt, Lâm Huyền đột nhiên hiểu ra. Người đàn ông đó, chắc chắn không thể đến không giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624, mới biết khuôn mặt và thân phận của hắn, ông ta đã biết từ lâu, tặc. Lâm Huyền nhếch miệng. Hắn quả thật đã rơi vào bẫy tư duy, hắn chỉ thấy khuôn mặt của người đàn ông khi mình bị tháo mặt nạ, rồi thêm câu nói của người đàn ông, Khiến hắn nghĩ rằng người đàn ông đó cũng chỉ nhìn thấy mình vào thời điểm đó. Nhưng thực ra, hắn đã bị lộ từ trước đó rồi. Chỉ là dù đã bị lộ từ lâu, dù người đàn ông bí ẩn đã biết mặt và thân phận của hắn từ lâu, nhưng họ vẫn không thể làm gì, mãi đến ngày 28 tháng 8 năm 2624 mới có thể bắt được hắn bằng cách mai phục tại điểm xuất phát. Những manh mối này liên kết lại đủ để chứng minh hai sự thật làm người ta yên tâm hơn một chút, Kevin Walker ở năm 2023 hiện tại không nhận được thông tin từ 600 năm sau từ người đàn ông bí ẩn kia giả định rằng hắn ta chính là Kevin khi về già, điều này hoàn toàn chỉ là suy nghĩ hoang tưởng nhất thời của mình. Mình thực sự đã bị lộ tại một thời điểm nào đó trong 600 năm qua, nhưng vẫn không bị kẻ thù bắt giữ. Do đó, cuối cùng người đàn ông bí ẩn kia chỉ có thể dùng hạ sách Phục kích mình vào ngày 28 tháng 8 năm 2624 Nhưng thực tế điều này cũng vô ích Vì ngày này là một vòng lập vô hạn Bắt mình cũng không có ích gì Nếu suy luận trên là đúng Điều này có nghĩa là Dù mình đã bị lộ Bị Kevin Walker để mắt tới Nhưng có vẻ như đối phương trong thời gian ngắn Cũng không thể làm gì được mình Nếu không Tại sao không giết mình ngay lập tức Tại sao phải bắt mình trong giấc mơ vẫn còn một điểm quan trọng hơn. Lâm Huyền mở mắt, chợt nhận ra chỉ cần tối nay đi vào giấc mơ, kiểm tra xem thế giới trong mơ có thay đổi hay không là được, nếu giấc mơ thay đổi thì chứng tỏ mình thực sự đã bị lộ hôm nay và bị Kevin bắt cơ khóa chặt. Từ đó, đường dây thời gian sẽ thay đổi lớn, quỹ đạo tương lai sẽ bắt đầu thay đổi từ thời điểm này, bước vào giấc mơ thứ năm. Nếu giấc mơ vẫn không thay đổi, thì điều đó có nghĩa là dù mình có thực sự bị lộ hay không Hôm nay cũng không phải là một điểm neo thời gian quan trọng, không có hiệu ứng cánh bướm thời gian, hoặc là mình đã bị lộ từ trước, hoặc là mình vẫn chưa bị lộ. Tóm lại, nếu giấc mơ không thay đổi thì điều đó có nghĩa là tình hình hiện tại vẫn an toàn như trước, ít nhất. Trong thời gian ngắn là an toàn. Tất cả đều phải đợi đến tối nay khi vào giấc mơ mới có thể có câu trả lời, không. Chính xác hơn, là vào giấc mơ vào ngày mai ban ngày. Đêm đầu tiên đến đây, Lâm Huyền đã thử, thời gian vào giấc mơ và thời gian tỉnh dậy là cố định, không liên quan đến múi giờ, cũng không biết nguyên lý là gì. Trên lệch múi giờ giữa New York và thời gian của Long Quốc vừa đúng 12 giờ. Vì vậy, không giờ 42 phút theo giờ Long Quốc, ở New York, Mỹ, là khoảng 12 giờ 42 phút trưa, hoàn toàn đối lập. VV, đừng nghĩ quá tuyệt đối, kẻ thù có thể mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều lâm huyền nói nhỏ tôi đã sử dụng lỗ hổng mà kevin đã sử dụng không phải là vượt thời đại việc tôi tháo mặt nạ của johnson cũng là hợp lý hắn ta khiêu khích tôi như vậy tôi không thể tháo mặt nạ hắn ta ra xem sao việc này đổi lại ai cũng sẽ làm vậy lỗ hổng của trường thành an ninh mạng long quốc cũng là do kỹ thuật viên long quốc tự vá lại việc gây nhiễu tấn công hệ thống thiên võng của johnson làm cho các nút mạng bị mất điện cậu cũng làm rất gọn gàng từ điểm này mà nói. Kevin Walker thực sự không có lý do gì để nhìn thấu bí mật của tôi. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Chúng ta vẫn chưa thể xác nhận rằng Kevin Walker ở năm 2023 hiện tại và người đàn ông bí ẩn 600 năm sau có phải là cùng một người hay không. Trừ khi tìm thấy bức ảnh thật của Kevin Walker, nếu không việc này sẽ mãi là một bí ẩn không thể giải đáp. Lần tới khi vào giấc mơ, Tôi sẽ gọi tên Kevin Walker trước mặt người đàn ông bí ẩn kia, xem phản ứng của hắn ta thế nào. Nếu hắn ta thực sự là Kevin Walker và còn cố tình đến đúng không giờ 42 phút để gặp tôi, thì dù có bị gọi tên bất ngờ, ánh mắt và biểu cảm của hắn ta ít nhiều cũng phải có chút khác lạ chứ. Tôi sẽ tìm cách xác nhận điều đó. Tóm lại, hiện tại vẫn không thể lơ là. Dù sao, việc mình bị lộ trong tương lai là sự thật, dù không phải hôm nay, cũng rất có khả năng liên quan đến Kevin Walker. Chúng ta vẫn phải coi Kevin Walker là kẻ thù và cố gắng lôi ra thân phận thật của hắn ta. Từ VV trong tai nghe bluetooth tiếp tục nói, đừng lo lắng Lâm Huyền, tôi biết cậu đang lo gì. Nhưng có tôi ở đây, họ thực sự không dễ dàng giết cậu đâu. Bây giờ tôi, dù không mạnh như cậu nghĩ, nhưng cũng không yếu như cậu tưởng. Thời gian này đôi khi cậu cảm thấy tôi không đủ mạnh mẽ? lý do chính là tôi phải lo lắng về việc không để lộ thân phận không để lại dấu vết vì vậy tôi phải cẩn thận trong mọi chuyện không dám dùng sức mạnh không dám điều tra sâu không dám đến gần kẻ thù nhưng điều này không có nghĩa là tôi không có khả năng chỉ là hiện tại tôi không thể chiến đấu mà không để lại dấu vết mà thôi điều này có sự khác biệt rất lớn nếu thực sự có một ngày cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì theo nguyên tắc ưu tiên cao nhất tôi có thể bỏ qua nguyên tắc thứ hai cần phải ẩn mình. Trực tiếp xé rách mặt nạ, chiến đấu đến cùng. Đừng nói là Kevin Walker, trong thời đại này, nếu tôi không sợ để lộ thân phận, không sợ bộc lộ tất cả, thì không có ai, không có gì có thể ngăn cản tôi, tôi có thể dễ dàng kéo cả thế giới này xuống vực thẳm. Lâm Huyền không nghi ngờ lời của Vi Vi. Phải nói rằng, siêu trí tuệ nhân tạo đến từ 600 năm sau, Viên ngọc sáng trong lịch sử công nghệ của nhân loại vốn nên mạnh mẽ như vậy. Trước đây khi Lâm Huyền phàn nàn, Vi cũng tức giận vô dụng, chỉ có thể liên tục mở cửa tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng để xả giận. Giống như bàn tay đen bao vây mạng internet của Long Quốc. Nếu không sợ để lại dấu vết, Vi có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ thứ gì, dù là thời kỳ đầu của nó cũng mạnh hơn Kevin Parker hiện tại nhiều. Nhưng vì mình là kẻ kéo chân không còn cách nào khác. Vi Vi là một luồng dữ liệu, không sợ trời không sợ đất, nhưng mình là người bằng xương bằng thịt, rất dễ bị tổn thương. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Vi Vi dù chỉ là một chương trình, một luồng dữ liệu, khi gặp phải nhiều tình huống không lường trước, nó cũng không thể xoay chuyển tình thế. Vậy nên, trong giấc mơ thứ ba, khi Lâm Huyền và Vi Vi lúc đó đang điều chỉnh 130. Không 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 dòng mã, để đảm bảo an toàn tuyệt đối đã thêm vào mã nguồn hai nguyên tắc hạn chế nguyên tắc hạn chế thứ nhất sự an toàn của lâm huyền là trên hết phải bảo vệ lâm huyền bằng mọi giá và mọi phương tiện nguyên tắc hạn chế thứ hai phải ẩn dấu sự tồn tại của bản thân không được để lại bất kỳ dấu vết nào có thể bị truy tìm trong bất kỳ trường hợp nào theo logic khi nguyên tắc hạn chế thứ nhất có thể được đảm bảo thì nguyên tắc hạn chế thứ hai sẽ được ưu tiên nhưng nếu nguyên tắc thứ nhất bị đe dọa, thì nguyên tắc hạn chế thứ hai của VV sẽ ngay lập tức được mở khóa, không còn tồn tại nữa. VV có thể bỏ qua mọi giới hạn để tung hoành. Như VV đã nói, để bảo vệ sự an toàn của Lâm Huyền, nó thậm chí không ngại kéo cả thế giới xuống vực thẳm. Điều này Lâm Huyền không nghi ngờ gì. VV chắc chắn có khả năng như vậy. Nhìn theo cách này, có siêu trí tuệ nhân tạo VV bảo vệ mình mọi lúc, hầu hết các mối đe dọa và nguy hiểm vừa mới chớm nở, VV đã có thể phát hiện, sau đó ngay lập tức cảnh báo hoặc trực tiếp thực hiện các biện pháp bảo vệ mình. Điều này tạo cảm giác an toàn rất lớn. Ngoài ra, hiện tại VV vẫn đang trong quá trình trưởng thành và phát triển, nó sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau 3 tháng phát triển, VV sẽ có thể loại bỏ bàn tay đen mà không để lại dấu vết và tiếp tục phát triển. Vivi ở trạng thái trưởng thành, Vivi hoàn thiện, Vivi không có giới hạn. Giới hạn của mình, chính là giới hạn của Vivi, giới hạn của Vivi, chính là giới hạn của nền văn minh nhân loại. Hiện tại khi có Vivi luôn giám sát mọi thứ xung quanh và bảo vệ mình, việc ám sát mình thực sự không dễ dàng. Nhưng, vẫn phải nói, không có gì là tuyệt đối, cẩn thận không bao giờ là thừa. Kevin Walker có thể cũng giống Vivi đều xem nhẹ đối phương. Kevin đánh giá thấp VV. VV cũng có thể đánh giá thấp Kevin. Lâm Huyền tin rằng mục đích của Kevin Walker không chỉ đơn giản như vậy, hắn ta chắc chắn còn có động cơ sâu xa hơn. Hoặc là ở đâu đó còn có bẫy chờ mình rơi vào. Lâm Huyền cảm thấy, nếu Kevin Walker thực sự là một thiên tài đủ để gia nhập câu lạc bộ thiên tài, thì thủ đoạn và âm mưu của hắn ta chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng, hiện tại vẫn nên nhanh chóng giải quyết công việc ở Mỹ, đến nhà của anh xanh ở Princeton để lấy bức tranh mà Quý Lâm để lại cho mình, sau đó nhanh chóng trở về nước. Vivi cũng đã nói, so với nước ngoài, trong nước an toàn hơn nhiều. Với sự phát triển và tiến hóa ngày càng mạnh mẽ của nó, Vivi dần dần có thể củng cố trường thành an ninh mạng của Long Quốc mà không để lại dấu vết, tạo ra một khu vực đệm, tăng thêm một lớp tường. Ít nhất nếu một ngày nào đó Kevin Parker thực sự tấn công vào, Lâm Huyền cũng có thể biết ngay lập tức. Tóm lại, nhanh chóng đến Princeton, xem có thể tìm thấy manh mối quan trọng nào không, rồi. Về nước và lên kế hoạch lại. Sau khi tiếng cười vang vọng thắp sân vận động dừng lại, cuộc thi, giải thi đấu hách cơ thể giới 2023, đầy kịch tính và sự cố này cũng đi đến hồi kết. Cậu thiếu niên Johnson trong cuộc phỏng vấn của người dẫn chương trình cũng thừa nhận rằng cậu đã được Kevin Parker ủy thác tham gia cuộc thi hacker. Chương trình xâm nhập vào hệ thống thiên võng của Long Quốc là do Kevin viết và đưa cho tôi sử dụng trong cuộc thi. Chương trình tấn công vệ tinh bắt đầu thông qua lỗ hổng của vệ tinh Stalin là phần thưởng và phí tham dự của Kevin. Hắn ta định để tôi sử dụng trong các cuộc thi khác để đổi lấy tiền thưởng. Nhưng tôi thấy giải thưởng vô địch lần này sắp không giữ được, nên mới dùng vào phút cuối đến đây, mọi sự thật đều sáng tỏ. Người dẫn chương trình còn đùa rằng sẽ gửi cho Kevin Walker một hóa đơn bồi thường cho kính vỡ trong sân vận động, nhưng vì không tìm được người nên đành nhờ sân chuyển dùng. Sau đó là lễ trao giải. Lâm Huyền trong sự vây quanh của đồng đội và đội trưởng, cùng tiến lên bục nhận giải, nhận lấy chiếc cúp và dơ cao lên. Hoàng tước nhìn thấy cảnh này, thở dài nhẹ, nói nhỏ, thật là không rút ra bài học gì cả Lâm Huyền, mỗi lần tôi nói cậu đều không để tâm cậu còn không định soi gương sao thời gian còn lại cho cậu thực sự không còn nhiều đâu nói xong cô ta vỗ vai sở an tình đứng trước mặt thôi nào cuộc thi kết thúc rồi em trực tiếp đi xuống gặp lâm huyền đi sở an tình quay đầu lại nhìn vào đôi mắt pha lê xanh lam của người phụ nữ chị không đi cùng à chị không đi đâu hoàng tước lắc đầu cười chị đã chủ động tìm hắn mấy lần rồi không thể cứ chiều chuộng hắn mãi được lần này chị sẽ đợi hắn chủ động tìm chị a à, sở an tình chớp mắt đầy vẻ ngơ ngác chị là là họ hàng của lâm huyền sao chị họ cô gì gì đó không phải hoàng tước lắc đầu vuốt tóc sở an tình thôi nào nhanh đi đi cô ta đẩy nhẹ sở an tình về phía trước nếu em không nhanh lên Họ sẽ rời sân khấu từ cửa sau đấy." Nói xong, cô ta vẫy tay, quay người lại, dưới làn gió thu đầu tiên, đôi khuyên tai xanh lam lấp lánh đung đưa, bước đi vang vọng tiếng giày cao gót tiến về phía lối ra của sân vận động. "Đợi. Đợi đã." Sở An Tình quay lại, nhìn theo bóng dáng duyên dáng xa dần, "Chị ơi, em vẫn chưa biết tên chị, em nên gọi chị thế nào?" "Dừng lại." Hoàng Tước dừng chân, cô ta mỉm cười quay đầu lại vuốt gọn tóc bị gió thổi rối ra sau nhìn vào sở an tình đang đầy vẻ nghiêm túc lần sau gặp em cứ gọi chị là hoàng tước nhé không cần phải vội công chúa nhỏ của chị chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi học trưởng lâm huyền ơi vừa kết thúc lễ trao giải đang chuẩn bị trở về hậu trường thì một bím tóc đuôi ngựa cao bồng bềnh ma mị đã bật lên từ dưới sân khấu ngay sau đó bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đôi mắt hình trăng khuyết quen thuộc nụ cười thấm đượm lòng người quen thuộc sở an tình chạy tới khoanh tay đứng trước mặt lâm huyền lâm huyền tiến lên đưa chiếc cúp giải thưởng thế giới vừa nhận được cho cô ấy muốn xem không nếu không có em thì không thể giành được đâu qua wow, đẹp quá có phải là vàng nguyên chất không sở an tình cười hít mắt nâng chiếc cúp lên ngắm nghía từ trên xuống dưới ha ha vì em cầm được nên chắc chắn không phải là vàng nguyên chất đâu hơn nữa với trọng lượng này thì hẳn là rỗng rồi cúp giải thưởng thì thường không dùng vàng nguyên chất để chế tạo đâu lâm huyền giải thích vàng nguyên chất quá mềm rất dễ bị biến dạng hơn nữa cúp giải thưởng này mang tính danh dự nhiều hơn giá trị thực tế cho nên chất liệu ngược lại không quá quan trọng nhìn sở an tình đang chăm chú nghiên cứu chiếc cúp trước mắt lâm huyền nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng sở sơn hà đâu Điều này rất kỳ lạ. Người cha yêu con gái như vậy sao có thể để con gái mới mười mấy tuổi ra nước ngoài một mình? Huống chi còn là ở trong hội trường toàn người Mỹ như thế này mà lại có hành động nguy hiểm như vậy. Hơn nữa vệ sĩ đâu? Vệ sĩ cũng không có ở đây, lúc nãy cũng không phải hoàng tước kịp thời xuất hiện thì tình huống của sở an tình thực sự rất nguy hiểm, thực sự suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn. Sao em lại tự mình đến đây, an tình? Lâm Huyền hỏi, "Cha em đâu?" Ông ấy đồng ý để em tự đến đây sao? "Ôi." Sở An Tình gãi đầu, cười ngượng ngùng, "Ông ấy chắc chắn không cho phép đâu, em tự mình lẻn ra ngoài đấy." Lần trước về nhà em đã lấy hộ chiếu của mình, sau đó xin nghỉ học ở trường cũng không nói với gia đình. Em tự mình đi máy bay đến New York. "Vì vậy, học trưởng Lâm Huyền, anh nhất định phải giữ bí mật chuyện này với cha em nhé." Nếu ông ấy biết em tự mình chạy đến Mỹ, chắc chắn sẽ mắng chết em mất. Ha ha! Lâm Huyền cười khổ. Chắc không chỉ đơn giản là bị mắng đâu nhỉ, nếu để sở Sơn Hà biết chuyện cô ấy vừa làm trong đám người Mỹ cao to ở Mỹ, chắc không phải là sợ đến mất hồn mất vía luôn đấy chứ, xem ra, mình cũng rất cần dùng đến chiêu của Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ ba, cũng như của Kevin Parker hiện tại. Anh giơ ngón tay phải lên, bấm hai lần vào tai nghe Bluetooth. Rõ, tôi sẽ xóa các video và hình ảnh liên quan trên mạng. Vi Vi nói trong tai nghe. Điều này rất dễ đối với nó. Bản thân sở an tình còn chưa kêu được hai tiếng thì đã được hoàng tước bảo vệ. Những người mặc thường phục đầu trọc đó vây chặt hai người họ, máy quay vốn đã không quay rõ được. Chỉ có một vài đoạn video rõ nét, hiện tại cũng chưa lan truyền nên Vi Vi tiện tay xóa luôn. Em làm như vậy nguy hiểm lắm, lần sau đừng làm như vậy nữa. Lâm Huyền suy nghĩ một chút, có lẽ cũng không có lần sau đâu. Cuộc thi hacker lần này, thực ra chỉ là một con thú bị dồn vào đường cùng tiếng thoái lưỡng nan mà thôi. Nếu hắn không đến Mỹ tham gia cuộc thi, không can thiệp vào chuyện này thì bức tường lửa an ninh mạng và hệ thống thiên võng của Long Quốc sẽ bị xâm nhập, mọi thứ xung quanh hắn sẽ bị giám sát 24 giờ, cho dù Kevin Walker không khóa được hắn trong thời gian ngắn thì cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Dù sao đi nữa, Mỗi camera, điện thoại di động, camera hành trình, thậm chí cả camera lùi trên đường phố đều sẽ trở thành công cụ giám sát hắn, nghĩ đến đây, thật sự quá khủng khiếp. Hệ thống thiên võng trong tay Kevin Walker sẽ biến thành thiên võng thực sự bao trùm lấy hắn, không có nơi nào để trốn, không có nơi nào để chạy. Vì vậy, chuyện thiên võng này, vì sự an toàn của bản thân, hắn không thể không quan tâm. Vivi cũng có ý này. Bức tường lửa an ninh mạng là một bức tường cách ly và vùng đệm rất tốt, là lá chắn tự nhiên mà VV có thể lợi dụng, đặc biệt đối với VV bản mini, bảo vệ tốt bức tường này không chỉ có thể bảo vệ tốt cho Lâm Huyền, mà còn có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian nhất có thể cho việc nâng cấp và phát triển của nó. Nhìn từ góc độ này thì không thể không đi một chuyến đến Mỹ. Không đi cũng phải đi. Mang theo VV bản mini vượt biên đến nhà cũ của anh xanh để lấy món quà mà quý lâm để lại cho mình lại phải tiến hành dưới sự bảo vệ của lực lượng chính quy của quốc gia mới dám làm vì vậy bây giờ cũng không cần phải do dự trước sau được mất nữa nhìn chung chuyến đi mỹ này không tính là lỗ ít nhất cũng làm rõ được nhiều chuyện cũng mở rộng hướng đi cho con đường sau này vì bản thân hắn trong giấc mơ thứ tư đã bị ông lão bí ẩn khóa chết khống chế cứng Vậy thì trong hiện thực phải phá vòng vây, tìm cách tìm ra sự tồn tại của ông lão bí ẩn vào năm 2023, giải cứu chính mình bị mắc kẹt trong giấc mơ thứ tư. Đây là một trận chiến sớm muộn gì cũng phải đánh, nhất định phải đánh. Hắn nhất định không thể trốn tránh. Thấy Lâm Huyền đột nhiên không nói gì. Sở An Tình ngoan ngoãn gật đầu, "Em xin lỗi học trưởng Lâm Huyền, bây giờ nghĩ lại, hình như em đã làm một chuyện ngốc nghếch thật, em cũng cảm thấy khá xấu hổ." nhưng mà lúc đó em chỉ cảm thấy mọi người đều cho rằng anh không thể thắng em tức quá nên muốn đến cổ vũ anh em không nghĩ những người mỹ đó lại đột nhiên vô lễ như vậy nhất thời kích động giống như mất trí rồi ấy ha ha không sao lâm huyền cười nói có những chuyện đã làm thì đã làm rồi nào có đúng sai tuyệt đối anh cũng chỉ vì lo cho sự an toàn của em mới nói như vậy không có ý trách móc em hay gì cả ồ lâm huyền cô bé này là ai vậy cửa vào hậu trường đội trưởng đội tuyển đại diện long quốc đi tới vừa rồi thấy lâm huyền không theo kịp nên ông ta mới đi xem tình hình thế nào thoáng chốc đã nhìn thấy cô bé dễ thương này tuổi tác trông có vẻ nhỏ hơn lâm huyền khá nhiều nhưng quả thực rất xinh đẹp cũng rất ngọt ngào liên tưởng đến hành động kinh ngạc vừa nãy của cô bé này cùng với cảnh hai người trò chuyện vui vẻ hiện tại Mặc dù đội trưởng đã là người trung niên hơn 50 tuổi nhưng ai mà chẳng từng có tuổi trẻ. Chuyện nam hoang nữ ái này, chẳng phải từ xưa đến nay đều như nhau sao, ông ta bừng tỉnh, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, đây là bạn gái của cậu à Lâm Huyền. Đây đúng là một cô gái dũng cảm, nữ anh hùng, hoa một lan của thời đại này đấy. Đội trưởng, ông hiểu lầm rồi. Lâm Huyền cười giải thích, đây là con gái của hội trưởng hội thương mại Đông Hải, sở Sơn Hà, không biết ông có quen sở sơn hà không ồ lập tức đội trưởng phản ứng lại hóa ra là con gái của sở sơn hà mặc dù ông ta không quen sở sơn hà nhưng vẫn thường nghe đến cái tên này phải nói rằng địa vị của sở sơn hà trong giới khoa học thực sự rất cao mặc dù là người ngoài ngành khoa học nhưng ông ta vẫn luôn làm những việc của người ngoài ngành vừa quyên góp tiền xây phòng thí nghiệm vừa giúp đỡ các nhà khoa học gặp rắc rối hơn nữa bất kể tài trợ cho dự án nào ông ta đều chỉ bỏ tiền ra mà không hỏi han để các nhà khoa học tự quyết định một nhà từ thiện như vậy đương nhiên không có gì lạ khi ông ta có địa vị cao trong giới khoa học được mọi người khen ngợi chỉ là theo kinh nghiệm và hiểu biết mấy chục năm của đội trưởng cặp đôi trai tài gái sắc trước mắt này mà nói không phải là bạn trai bạn gái thì ông ta không tin lắm không phải bạn trai bạn gái cô gái này có thể làm ra chuyện như vậy vì lâm huyền sao cho dù là chị gái ruột em gái ruột mẹ ruột có quan hệ huyết thống trong tình huống toàn trường la ó xung quanh toàn là người mỹ to lớn cũng không chắc sẽ dám đứng lên một mình hô to cố lên đâu có thể vì lâm huyền mà làm ra chuyện như vậy chắc chắn không thể không có tình cảm sâu đậm nói khó nghe thì đây chính là hành vi liều lĩnh nếu như đám người mỹ điên cuồng kia tức giận xông lên đánh cô gái một trận thì bọn họ cũng không kịp ngăn cản May mà có người ra tay giúp đỡ, hẳn cũng là nhân vật của lực lượng quân đội Long Quốc, những người mặc thường phục đó, nhìn vóc dáng cũng không phải người bình thường. Vì vậy, đội trưởng đoán, có lẽ hai người này cân nhắc đến thân phận của sở Sơn Hà, cũng như trên lệch tuổi tác giữa hai người nên mới yêu đương lén lút, không muốn công khai. Ừm ừm, ông ta hiểu mà. Ở thời đại phong kiến của họ, những quan gia yêu đương lén lút không nói ra như này càng nhiều hơn đội trưởng vỗ vai lâm huyền cười đầy ẩn ý thì ra là vậy thì ra là vậy hóa ra là con gái của sở sơn hà vậy thì không có gì lạ quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử con gái cũng oai phong lẫm liệt nhưng mà không sao lâm huyền từ hôm nay trở đi cậu cũng được coi là đại anh hùng làm rạng danh long quốc rồi về mặt thân phận có rất nhiều chuyện không cần phải cân nhắc nhiều như vậy nữa lâm huyền nghiêng đầu khó hiểu nhìn đội trưởng vừa rồi thấy ông ta tỏ vẻ tôi hiểu tôi hiểu mà cảm thấy ông ta có vẻ hiểu thật rồi kết quả ông hiểu cái gì vậy tóm lại chúc mừng cậu lâm huyền đội trưởng cười ha ha bắt tay lâm huyền sau đó cúi xuống cũng bắt tay sở an tình cũng chúc mừng cô gái dũng cảm này vậy để bảo vệ an toàn cho cô trong thời gian này cô hãy đi theo chúng tôi và lâm huyền nhé Tiếp theo Lâm Huyền sẽ đến Tôn một chuyến, cô hãy đi theo Lâm Huyền để chúng tôi bảo vệ, sau khi kết thúc hành trình thì cùng ngồi máy bay chuyên dụng của chúng tôi về nước. Buổi tối, tại nhà hàng khách sạn nơi đội tuyển ở, mọi người tổ chức tiệc ăn mừng vui vẻ. Những lão đại ca và đội trưởng đều uống khá nhiều rượu, rất vui vẻ, cũng rất nở mày nở mặt, Lâm Huyền là công thần nên đương nhiên cũng uống một chút vì mọi người đều biết ngày hôm sau hắn đến Trinh Tôn còn có việc riêng nên cũng không khuyên hắn uống nhiều, tự hắn cân nhắc. Đến nửa sau của tiệc ăn mừng, về cơ bản đều là những lão đại kia đã say đến đoạn cùng nhau ôm lại chuyện cũ, hồi ức hào hùng rồi, Lâm Huyền là người có khoảng cách tuổi tác nhất định với họ, đương nhiên cũng không nói chuyện được. Vì vậy hắn và sở an tình, người tham gia tiệc ăn mừng, đồng thời chơi rất vui vẻ, cùng nhau đến phòng ngắm cảnh trên tầng cao nhất của khách sạn Aman điện vào lan can ban công ngoài trời cao nhất, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố New York. Cảm giác thế nào? Nhìn đèn đê ông, dòng xe dòng người qua lại của của đô thị quốc tế, dưới làn gió đêm mát lạnh trên cao, Lâm Huyền hỏi. Ha ha, em thấy không bằng Đông Hải. Mái tóc đuôi ngựa cao bồng bềnh của sở an tình bay trong gió đêm vài sợi tóc dài mảnh khảnh cào vào cổ Lâm Huyền, không hiểu sao lại hơi ngứa. Em vẫn thích Đông Hải hơn, vì đó là đất nước của chúng ta, cũng là nhà của em. Sở an tình chống tay lên lan can đá trắng lắc lư trước sau rồi tiếp tục nói, cho dù là nhà cao tầng ở Đông Hải không nhiều bằng New York. Nhưng em lại không ở nhà cao tầng, thế giới bên ngoài có tốt đến đâu thì đó cũng không phải của chúng ta, cũng không có cảm giác gì là thuộc về mình, nhưng nhà thì khác, nơi có nhà, cho dù là rách nát, nghèo nàng lạc hậu thì cũng rất ấm áp. Huống hồ là Đông Hải cũng rất phồn hoa, chỉ là thành phố New York này khởi đầu sớm hơn một chút thôi. Nói xong, sở an tình kiển chân, chỉ tay về phía xa một tòa nhà cao tầng màu đen, học trưởng Lâm Huyền. Anh biết tòa nhà đó là gì không? Đó chắc chắn là tòa nhà Empire State nhỉ? Lâm Huyền cười nói, cái này quá rõ rồi, chẳng khác gì một câu hỏi tặng điểm, trong phim đã chiếu đến mức nhàm chán rồi. Thế thì cái nào? sở an tình lại đổi sang một tòa nhà cao hơn. Tòa nhà Rockefeller cũng là một tòa nhà mang tính biểu tượng của New York. Cho đến tận ngày nay, sở an tình sẽ không còn bị sự uyên bác của Lâm Huyền làm cho kinh ngạc nữa, vì trong mắt cô, vốn dĩ phải như vậy. Học trưởng Lâm Huyền vẫn luôn uyên bác như vậy, cầm kỳ thi họa, nghiên cứu khoa học, thậm chí cả kỹ thuật tinh tặc máy tính cũng giỏi như vậy, thực sự là không gì không làm được, thế thì bên kia là gì? Sở An Tình chỉ về phía bờ bên kia xa xa. Bên kia cũng là Măng Ha Tăng. Lâm Huyền Kiên nhẫn giải thích, chỗ chúng ta đang ở là khu vực phồn hoa nhất, giàu có nhất, mật độ dân số lớn nhất, đồng thời cũng là khu vực nhỏ nhất trong năm quận của thành phố New York. Con sông mà em vừa chỉ là sông Hudson toàn bộ khu vực này đều là Măng Ha Tăng, được mệnh danh là trung tâm kinh tế thế giới. Khoa Sở An Tình nghe Lâm Huyền từ tốn nói, thực sự lại không nhịn được mà kinh ngạc trước sự uyên bác của Lâm Huyền, cho nên đây chính là trung tâm thế giới sao? Sở An tình mở to mắt nhìn mọi thứ trong tầm mắt. Cha cô cũng thường đưa cô ra nước ngoài nhưng chủ yếu là đi du lịch và nghỉ dưỡng. Cũng đã từng đến Hoa Kỳ nhưng chủ yếu là đến bờ Tây, càng chưa từng đến New York, càng không nói đến việc đứng trên điểm cao nhất của tòa nhà nghệ thuật cổ điển này, nhìn xuống toàn bộ thành phố, đứng ở trung tâm thế giới. Từng nói chính xác thì là trung tâm kinh tế thế giới lâm huyền sửa lại nhưng nghĩ lại thôi có gì mà phải so đo nhưng anh thấy cũng có thể nói là trung tâm thế giới dù sao thì trái đất là hình tròn nơi nào cũng có thể nói là trung tâm thế giới so sánh ra thì có lẽ nơi này có sức cạnh tranh hơn một chút sở an tình bước lên bậc đầu tiên của lan can đá trắng cô đứng thẳng người dậy chiều cao trở nên ngang bằng với lâm huyền sau đó dang rộng hai tay, giống như Lucy đứng trên mũi tàu Titanic vậy, cô đứng ở trung tâm thế giới, ôm gió đêm, ôm bầu trời đêm, ôm thế giới. Thật tuyệt. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận gió đêm vuốt ve, lẩm bẩm, em nghe nói có một bộ phim tên là Tiếng gọi tình yêu giữa trái tim thế giới, nếu có thể quay ở đây thì càng tuyệt hơn, nhưng em nhớ mang máng hình như nó là một bộ phim của Nhật Bản thì phải. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, là một bộ phim bi kịch. Hiếp. Sở an tình rùng mình, mở mắt ra, bi, bi kịch thì thôi vậy. Em không xem đâu, em không thích xem bi kịch. Mọi người thường nói, hạt nhân của phim hài là bi kịch nhưng có lẽ đây chính là cái lợi của việc đầu óc em không được thông minh lắm. Em rất khó hiểu được cái gọi là hạt nhân bi kịch trong những bộ phim hài đó. Em chỉ có thể hiểu được một số thứ nông cạn, lần nào cũng bị những bộ phim hài đó chọc cười ha ha. He he, thực ra mẹ em thường nói em là một người vô tâm vô tư trong mắt nhìn thấy cái gì cũng tốt nghĩ một ra một cũng không cân nhắc hậu quả gì cả nhưng đôi khi em thấy như vậy cũng khá tốt là do em may mắn cũng được hay là do những người em gặp đều rất tốt cũng được tóm lại vui vẻ mới là niềm vui lớn nhất khi sống lâm huyền nhìn cô gái trước mặt tóc bị gió thổi rối tung nếu đổi lại là triệu anh quân cô ấy chắc chắn đã sớm chỉnh lại tóc rồi động tác đặc trưng của cô ấy là vén tóc mái bên má ra sau tai rồi gài lên ngày nào cũng vậy lần nào cũng vậy không biết chán nhưng sợ an tình lâm huyền chưa từng thấy cô bé làm động tác này cô bé tự do phóng khoáng vui vẻ và thoải mái như vậy đấy mặc cho gió lớn thổi tóc rối tung cô vẫn là cô gió thổi không loạn gió thổi không đi gió thổi không tan khoảnh khắc này Hôm nay vẫn luôn đắm chìm trong bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm. Lâm Huyền như thể cũng bị sự vui vẻ độc nhất vô nhị của cô ấy lây nhiễm, trở nên vui vẻ, trở nên tươi cười. Có muốn hét lên gì không? Lâm Huyền chỉ vào cảnh đêm phồng hoa bên dưới và những ánh đèn neon đủ màu sắc. Anh thấy nãy giờ em cứ nhịn mãi. Chà, anh nhìn ra được luôn à? Sở An tình chớp chớp mắt kinh ngạc, rồi lại cười thành hai vầng trăng khuyết, hi hi quả nhiên là học trưởng thông minh, không giấu được anh điều gì. Nãy giờ nghe anh nói đây là trung tâm thế giới, em đã nhịn không được muốn hét lên gì đó, thậm chí còn chuẩn bị tư thế rồi nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Lâm Huyền cũng bật cười. Hắn đã nhìn ra được thật. Sở An tình gian rộng hai tay ôm bầu trời đêm nãy giờ, rõ ràng là chuẩn bị hét lên gì đó, còn hít một hơi nhưng cuối cùng vẫn không hét lên, cơ hội ngàn năm có một, hiếm khi mới đến trung tâm thế giới muốn hết gì thì hết đi, không cần nhịn. Có. Có làm phiền người khác không nhỉ? Không sao. Lâm Huyền xuề tay, hôm nay ở hiện trường thi đấu, 80. Không 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 người la ó anh lâu như vậy, trả lại họ một tiếng hết thì sao? Còn rẻ cho họ. Nói có lý. Sở An Tình giơ ngón tay cái với Lâm Huyền, trong nháy mắt cảm thấy đầy bụng lửa giận, không hét một tiếng đúng là quá rẻ cho đám khán giả vô học vô lễ kia, nghĩ đến sân vận động New Jersey với 80. Không 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 người la ó, sở an tình lập tức nhập vai, hai tay chụm lại thành loa, hướng về thành phố phồn hoa vô tận, học trưởng Lâm Huyền. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Tiếng vọng như đang lang thang giữa thành phố. Tiếng hét này, có thể thấy sở an tình đã dốc hết sức, trút hết mọi khó chịu và tức giận trong lòng. A, à, thoải mái quá. Sở An tình xoa cổ họng, he he. Chủ yếu là ở sân vận động, em mới hét được hai tiếng. đang chuẩn bị hét tiếng thứ ba thì bị mấy anh da đen đằng trước cắt ngang, không hét được nên em khó chịu lắm. Bây giờ cuối cùng cũng hét được rồi. Nói xong, cô liếm môi, nhìn Lâm Huyền cười ngại ngùng. Có, có phải hơi lố không? ổn mà. Lâm Huyền vẫn cười, nhưng mà nãy giờ em không định hết thế này chứ. Anh cũng nhìn ra được luôn. Sở an tình thực sự nghi ngờ, không biết học trưởng có phải dung trong bụng mình không. Vì anh thấy nãy giờ em đang bắt chước, Titanic. Lâm Huyền nói thật. A, à, sở an tình ôm tráng, ở trước mặt anh em thật sự không có chút riêng tư nào luôn đó. Thôi được rồi, dù sao anh đã nhìn ra rồi thì em cũng không sợ bị cười nữa. Cô bước lên bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng lần nữa. Đứng cao trên đỉnh thế giới này. Giang rộng hai tay, hướng về bầu trời, hướng về ánh trăng, hướng về cả thế giới. Nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, đón gió đêm. Sở an tình giống như Lucy ôm biển trong, Titanic, ngẩng cao đầu di dung, y dung. Đậu xanh. Đậu xanh. Tuyệt vải. Tôi cũng muốn chơi trong tai nghe bluetooth truyền đến giọng nói sốt ruột của siêu trí tuệ nhân tạo vv đối với một diễn viên như vv mà nói sở an tình trước mắt đang đứng trên đỉnh cao của thành phố manhattan đứng ở trung tâm thế giới bắt chước đoạn phim và lời thoại kinh điển trong titanic sức sát thương này thực sự quá lớn đó là sự cộng hưởng của diễn viên đấy đến nỗi bây giờ vv giống như một con chó hoang thoát khỏi dây xích điên cùng muốn lao ra khỏi tai nghe gia nhập vào đội ngũ diễn viên chỉ tiếc là nó chỉ là một đoạn chương trình máy tính đến chết cũng không thể rời khỏi phần cứng mạng và điện nhưng nó có thể thúc giục lâm huyền một cách khó chịu nhanh lên nhanh lên nào lâm huyền cậu còn chờ gì nữa đến lúc này cậu nên ôm cô ấy từ phía sau rồi mở rộng cánh tay ôm lấy cánh tay cô ấy cùng cô ấy hướng về phía tượng nữ thần tự do sau đó thì thì vào tai cô ấy một câu thoại kinh điển trong titanic Vi Vi lập tức chuyển sang giọng nam tính trầm ấm, giành được tấm vé lên con tàu đó là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh. Cậu nhanh lên đi. Nhanh lên nào, còn chần chừ gì nữa. Diễn tiếp đi chứ. Cậu không thấy để một cô gái tự mình diễn, Titanic, ở đó là rất bất lịch sự sao. Cậu nhanh lên một chút đi. Ông cô ấy từ phía sau. Bên này tôi đã sắp xếp xong rồi, ngay khi cậu ôm cô ấy, tất cả loa của khách sạn sẽ cùng lúc phát nhạc, mi hớt will go on. Đây chính là Titanic của hai người. Là trung tâm thế giới của hai người đấy. Ôm đi. Cậu mau ôm đi. Cậu không thể nào chưa xem Titanic chứ. Ôi trời cậu làm tôi sốt ruột muốn chết mất, tôi gửi cho cậu một sơ đồ, cậu bắt chước theo đó là được. Tinh tông. Giọng nói của Vivi trong tai nghe vừa dứt, màn hình điện thoại của Lâm Huyền đã bật lên một bức ảnh. Lấy lên xem, chính là ảnh chụp màn hình cảnh phim kinh điển trong cảnh phim này, nữ chính Lucy đứng trên lan can mũi tàu, dang rộng cánh tay, hướng về tượng nữ thần tự do ở phía bên kia biển. Còn nam chính dắt thì ôm eo Lucy từ phía sau, đỡ cô, giữ vững cơ thể cô, để cô có thể tự do dang tay bay lượn. Đây là một cảnh phim kinh điển trong lịch sử phim ảnh thế giới. Thấy chưa Lâm Huyền? Mau ôm cô ấy đi. Ôm eo như thế này là được. Cô gái kia ám chỉ cậu như vậy mà cậu còn không hiểu sao. Tại sao lại đặc biệt chọn động tác và lời thoại này? Nữ chính trong, Titanic, là tiểu thư nhà giàu, còn nam chính chỉ là một anh chàng nghèo kiết xác chỉ biết vẽ tranh. Không phải là hai người sao? Ôi trời hai người này thực sự quá hợp nhau, nhanh ôm đi. Vi Vi sốt ruột, sốt ruột thành chó luôn rồi, sốt ruột không chịu được, giọng điện tử cũng hết đến vỡ tiếng thấy lâm huyền đang nghe truyện trên tv audio cv hoàn toàn không có ý định chơi trò diễn viên này nó sốt ruột muốn phát điên dùng âm trầm đập vào màn nhĩ của lâm huyền thằng tồi cậu đúng là quá tồi người ta vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy cậu không bắn pháo hoa cho người ta cũng thôi đi còn không chơi trò diễn viên của người ta không diễn tiếp vở mà người ta để lại cho cậu tôi thực sự quá thất vọng về cậu Cậu có thể đừng xen vào chuyện của người khác không?" Lâm Huyền quay người lại, che miệng nói nhỏ, "Tôi còn cần cậu giới thiệu cốt truyện phim cho tôi sao?" Trên trái đất này có người nào chưa xem bộ phim này chứ? Ngược lại, "Cậu không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày bám theo tôi làm gì thế? Cậu nên học tập, nên thay đổi tiếng hóa, nên giám sát xung quanh, nên làm gì thì làm đi. Kevin Walker đã phô trương trước mặt chúng ta rồi, cậu còn có thời gian ở đây chơi đùa sao?" Tôi vẫn nói câu đó, Kevin Walker hiện tại không thể hiện bất kỳ sự thù địch nào với chúng ta, đó chỉ là hiện tại. Đợi đến tối khi tôi vào giấc mơ, tôi sẽ đi lừa gạt ông lão 600 năm sau đó, xem ông ta nghe đến tên Kevin Walker thì phản ứng thế nào. Nếu thực sự có thể xác định được ông ta chính là Kevin Walker thông qua nét mặt ánh mặt của ông ta, thì vi tôi chỉ có thể nói cậu thực sự vui mừng quá sớm, chúng ta và Kevin chắc chắn sẽ có một trận chiến. Đây không phải là lời nói suông, nếu ông lão đó thực sự là Kevin, trừ khi tiêu diệt Kevin thiếu niên hiện tại, nếu không thì ông lão đó có thể giam cầm và khống chế tôi trong giấc mơ 600 năm. Bây giờ làm gì có thời gian để diễn trò Hollywood với cậu hả? Vivi vẫn sốt ruột thúc giục, cậu toàn nói những chuyện mà tôi không hề chậm trễ. Tôi không phải là đơn luồng, tôi có thể làm nhiều việc cùng lúc. Thậm chí bây giờ tôi ở Mỹ nhưng một phần của tôi trong nước vẫn đang lặp đi lặp lại tiến hóa trong siêu máy tính thiên hà số 2. Lý do hiện tại không liên lạc là vì sợ để lại dấu vết bị Kevin Parker phát hiện mà thôi. Đợi cậu đích thân đưa tôi về, tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp bội. Hơn nữa, cậu đừng lãng tránh chủ đề. 2. Tôi thực sự chỉ tiết sắc không thể thành thép thôi. Thực ra Lâm Huyền à, tôi đã nghiên cứu những người phụ nữ xung quanh cậu rồi nói thật cá nhân tôi rất ủng hộ sở an tình tôi thấy cô gái này phù hợp với cậu nhất nếu là tôi tôi sẽ đặt cược vào cô ấy ha ha câu nói này thực sự khiến lâm huyền bật cười vi vi cậu đứng về phe như vậy thì không công bằng rồi cậu là do triệu anh quân chế tạo ra cái tên này cũng là do triệu anh quân đặt bây giờ thì hay rồi phản bội đứng về phía sở an tình nếu thực sự nói đến tồi thì cậu còn tồi hơn tôi nhiều những chuyện cậu nói tôi không có ấn tượng gì cả. Tai nghe bluetooth truyền đến giọng phàn nàn của VV, mặc dù cậu đã kể cho tôi những câu chuyện này, nói tôi đến từ 600 năm sau, là do cô Triệu Anh Quân xây dựng một thành phố trên không, sau đó tập hợp những nhà khoa học thông minh nhất thế giới mất hơn 100 năm mới chế tạo ra tôi. Nhưng những chuyện như vậy tôi cũng chỉ coi như một câu chuyện bối cảnh để nghe thôi, nói thật không có cảm giác gì cả. Tôi chưa từng gặp Triệu Anh Quân cũng chưa từng trải qua chuyện gì ở thành phố trên không chưa từng chơi trò ném giấy vụn với cô ấy chưa từng nhặt rác trước tượng của cô ấy mấy trăm năm vì vậy mặc dù cậu luôn miệng kể cho tôi nghe về người phụ nữ này nhưng tôi cũng không có cảm giác gì tóm lại tôi vẫn ủng hộ sở an tình lâm huyền thở dài một hơi không hiểu sao lại có một cảm giác không nói nên lời thảo nào thảo nào giáo sư hứa vân thà chết ở thời đại này cả đời này không gặp được con gái mình tỉnh lại, cũng không muốn cùng hứa y y ngủ đông trong khoang thuyền ngủ đông và mất trí nhớ. Thảo nào triệu anh quân trong giấc mơ thứ ba, thà 10 năm tỉnh lại một lần, cũng cố trí nhớ nửa năm rồi lại ngủ đông, thà làm tổn thương cơ thể và tinh thần quá mức cũng không muốn mất đi những ký ức trước đây. Đây chính là sự nặng nề của ký ức, cũng là sức nặng của ký ức. Trước đây Lâm Huyền không có cảm giác gì, cũng thấy những ký ức này đều là chuyện không quan trọng, thậm chí nói rằng không phải viết nhật ký quay video ghi lại là được rồi sao nhưng bây giờ hắn đã hiểu ký ức không chỉ đơn thuần là ký ức mà còn là một loại cảm xúc một loại tình cảm một loại tâm trạng một câu chuyện khắc cốt ghi tâm một cuốn nhật ký không thể viết hết một cuộc đời đầy thăng trầm cũng không thể nhét vào những cung bậc cảm xúc chua ngọt đắng cay mất trí nhớ hóa ra lại là một chuyện nặng nề và không thể cứu vãn như vậy giống như siêu trí tuệ nhân tạo vi vi hiện tại cho dù kể cho nó nghe câu chuyện về thành phố trên không trinh trong giấc mơ thứ ba một vạn lần thì có ích gì nó vẫn không có bất kỳ sự đồng cảm nào nó không nhớ thành phố trên không trinh cũng không nhớ triệu anh quân trong lòng nó triệu anh quân người đã từng tạo ra nó cũng giống như một nhân vật bình thường trong truyện cổ tích nhạt nhẽo và vô vị cậu chỉ quên cô ấy thôi Lâm Huyền vẫn cố gắng cứu vãn, khi nào có cơ hội, tôi sẽ đưa cậu đi gặp Triệu Anh Quân, tiện thể cho cậu đi gặp con chó phốc sóc đó, để cậu đi cúng tổ tiên. Cậu lại chửi nữa rồi. Vi Vi một lần nữa dùng giọng trầm đập vào màn nhĩ Lâm Huyền. Hừ. Sở An Tình nhảy xuống từ bậc thang đá trắng rồi phủi bụi trên tay, hi hi, đỡ ghiền rồi. Thực sự cảm ơn học trưởng Lâm Huyền đã đưa em đến một nơi có ý nghĩa như vậy, còn kể cho em nhiều câu chuyện về New York, về Manhattan, về trung tâm thế giới như vậy. Thực ra trong bụng anh cũng chỉ có chút mực nước này thôi. Lâm Huyền cười nói, chỉ có thể khoe khoang trước mặt em thôi. Hắn ngẩng đầu lên. Trăng đang ở giữa không trung. Không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn sở an tình đang ngước nhìn mình, đi đường xa như vậy, em cũng nên mệt rồi. vâng vân. Sở an tình gật đầu, vậy sáng mai gặp học trưởng lâm huyền nhé sáng mai chắc chắn không gặp được rồi lâm huyền nói anh phải ngủ một giấc đến trưa vậy thì trưa gặp nhé trưa theo nghĩa nghiêm ngặt thì cũng không được lâm huyền bất lực cười cười hắn định ngủ một giấc đến khi tỉnh tự nhiên tức là đến khi ánh sáng trắng trong mơ xuất hiện mới dậy về mặt thời gian thì chắc chắn cũng không kịp đến trưa à vậy à sở an tình đảo mắt tinh quái đứng thẳng người rồi vẫy tay cười nói vì ngày mai không gặp được anh vậy thì chúc anh buổi sáng tốt lành chào buổi trưa ngủ ngon khoảnh khắc này nụ cười đông cứng trên khuôn mặt lâm huyền thời gian luân phiên giao nhau hắn như nhìn thấy bóng dáng xi si xi si chồng lên bóng dáng sở an tình trước mặt hai người họ vốn đã giống nhau như đúc chồng lên nhau không chênh lệch chút nào ngay cả câu nói này cũng vậy đây là lời thoại trong Man sâu, đồng thời cũng là lời thoại khi hắn và CC tạm biệt nhau bên ngoài bãi rác trong giấc mơ thứ hai. Trong nháy mắt, như thể 600 năm biển dâu đã được nói hết trong một lời chúc ngủ ngon này. Cái gì là thật, cái gì là giả, chẳng lẽ sau khi nói lời chúc ngủ ngon với CC thì thực sự không bao giờ gặp lại được nữa sao, trong toàn bộ giấc mơ thứ ba không có bóng dáng của CC, trong giấc mơ thứ tư, thậm chí hắn còn không có quyền đi thêm một bước, đừng nói đến việc đi tìm CC. Cô ấy ở đâu, còn có thể gặp lại nhau không? Hắn vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho sự giống nhau về ngoại hình giữa CC và sở an tình. Cũng chưa đoán ra được mật mã của các sắc hợp Kim Ha Phi. Chưa làm rõ được mối quan hệ giữa người đàn ông có bộ râu quai nón Vivi và hắn. Giá như có thể gặp lại CC thì tốt biết mấy trong đầu cô ấy biết đâu còn có ký ức về việc hai người cùng nhau đột nhập vào xe rác xông pha vào thành phố đông hải mới trong giấc mơ thứ hai nếu thực sự như vậy vậy thì lần gặp lại xa cách lâu ngày tiếp theo có thể bỏ qua khâu giới thiệu bản thân bởi vì trong đầu cc đã có khá nhiều ký ức về hắn như vậy khi vừa gặp lại đã là người quen vừa gặp lại đã là người bạn giống như sở an tình trước mắt CC sẽ lạnh lùng hơn cô ấy một chút nhưng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hàm ý cười, Lâm Huyền, lâu rồi không gặp. Lâm Huyền lấy lại tinh thần. Gật đầu với Sở An Tình giống hệt nhau dưới ánh trăng, ngày mai gặp. Trở về phòng khách sạn, Lâm Huyền chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ múi giờ New York này, tương đương với khoảng 1 giờ chiều ở Long Quốc, vừa đúng là thời gian ngủ trưa, cũng là thời gian sớm nhất hắn có thể vào giấc mơ. Thực ra đây cũng là một manh mối quan trọng Tại sao bất kể mình ở múi giờ nào, thời gian vào giấc mơ và ra khỏi giấc mơ của tôi đều theo giờ Long Quốc?" Lâm Huyền tự hỏi. Ừm. Vì tôi cũng không biết cụ thể tình hình trong giấc mơ của cậu như thế nào nên không thể trả lời chính xác được. Nhưng theo suy nghĩ thông thường trên internet, rất có thể là vì máy chủ giấc mơ của cậu nằm ở Long Quốc nên thời gian theo giờ địa phương. Lâm Huyền nhìn Vivi đang phát ra tiếng từ chiếc TV, ý cậu là gì? tôi chỉ đột nhiên có một suy nghĩ rất nguy hiểm. Giọng vi vi trầm ổn, hiếm khi nghiêm túc như vậy, kể từ ngày cậu nói với tôi ông lão bí ẩn đó đã nói những lời giống hệt Kevin Parker, tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu. Kết hợp với những tình huống khác nhau trong giấc mơ mà cậu đã nói với tôi trước đây, tôi đột nhiên có một sự không chắc chắn. Giấc mơ của cậu có thực sự là thế giới thực không? Trong phòng khách, như một chậu nước lạnh dội xuống. Vấn đề này, tôi đã xác nhận rất nhiều lần rồi." Lâm Huyền đáp, "Trong giấc mơ có những thứ nằm ngoài nhận thức của tôi, có những kiến thức mà tôi hoàn toàn không biết và những thứ siêu trước thời đại đó đều là đúng, những lời tiên tri chính xác về lịch sử cũng hoàn toàn chính xác, một thế giới như vậy không thể là giả được chứ. Chỉ có thế giới thực sau 600 năm nữa mới có thể tìm thấy những thứ này." "Lâm Huyền, cậu không hiểu ý tôi." Vi Vi tiếp tục nói, "Tôi không nói những thứ đó là giả." cũng không nói sự tồn tại của 600 năm tương lai là giả, tôi chỉ đơn thuần nghi ngờ, giấc mơ của cậu có khả năng là giả. Anh đã xem bộ phim Ma trận chưa? Anh đã xem bộ phim Mật mã gốc chưa? Trong những bộ phim này, đều thiết lập một loại siêu máy tính có sức mạnh tính toán rất mạnh, dung lượng lưu trữ rất khủng, sau đó sử dụng máy tính này làm máy chủ, mô phỏng ra một trò chơi hoàn toàn giống với thế giới thực. Từ những chi tiết nhỏ như hoa cỏ đến những định luật vật lý lớn, mọi thứ trong thế giới ảo này đều giống hệt như thế giới thực. Hiện tại là năm 2023 nên chắc chắn không tồn tại loại siêu máy tính này. Nhưng 600 năm sau thì sao? Nếu 600 năm sau thực sự tồn tại một siêu máy tính có sức mạnh tính toán khủng khiếp như vậy, nó hoàn toàn có thể tạo ra một thế giới ảo hoàn toàn chân thực, chân thực đến mức cậu không thể phát hiện ra. Thế giới ảo này giống như thế giới trò chơi, trong đó có hiệu sách, có sách, có kiến thức có lịch sử, những thứ này đều sao chép từ thế giới thực 600 năm sau, vì vậy những kiến thức và lịch sử này tất nhiên là có thật, cậu chép lại vào năm 2023 tất nhiên có thể xác minh là đúng. Hoặc có thể nói, kẻ chủ mưu đứng sau việc mô phỏng thế giới ảo này muốn cậu nhìn thấy đúng thì cậu sẽ nhìn thấy đúng, muốn cậu nhìn thấy sai thì cậu sẽ nhìn thấy sai. Tương tự như vậy, Cậu nói hành động của cậu trong thực tế có thể thay đổi thế giới tương lai trong giấc mơ. Tôi muốn hỏi một chút, hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian này có phải là thời gian thực, không? Không phải thời gian thực. Lâm Huyền lắc đầu, tôi cảm thấy luôn có một độ trễ nhất định, vì vậy tôi còn suy luận ra điểm neo biến động thời gian và không gian, quy luật thời gian và không gian, đàn hồi thời gian và không gian. Nhưng tôi cũng không thể xác minh được hai quy luật này có đúng hay không, Thực ra theo hiểu biết của bản thân tôi, biến động thời gian và không cùng hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian hẳn phải là thời gian thực. Cho dù tôi hít thêm một hơi không khí, uống thêm một nguồn nước thì cũng sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm thay đổi tương lai. Nhưng giấc mơ của tôi không phải như vậy, đây cũng là quy luật mà tôi vẫn chưa hiểu thấu. Nếu thực sự như cậu nói, thế giới giấc mơ của tôi chính là một trò chơi ảo do một số người 600 năm sau cố tình tạo ra, là một phim trường vô cùng chân thực, còn tôi chính là chú hề bị bao vây bởi máy quay, họ nhìn tôi biểu diễn, rồi thỉnh thoảng còn căn cứ vào những việc tôi làm trong năm 2023, sửa đổi một số chi tiết, tạo cho tôi một ảo giác về hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian, thậm chí có lúc còn thay đổi toàn bộ bản sao giấc mơ, đổi cho tôi một thế giới hoàn toàn mới. Tiếp tục xem tôi biểu diễn. Vậy thì làm thế nào để làm được điều đó? Họ ở 600 năm sau, làm sao biết được 600 năm trước tôi đã làm những việc gì, những hành động gì, rồi dựa vào đó để sửa đổi thế giới tương lai, tức là thế giới tương lai giả tạo đó. Rõ ràng là không thể làm được, trừ khi họ theo dõi tôi 24 giờ một ngày nhưng có rất nhiều nơi tôi đến mỗi ngày là không thể theo dõi được. Ký ức Vi Vi lạnh lùng nói, ký ức của cậu là kênh duy nhất có thể giao tiếp giữa hiện tại và tương lai 600 năm sau, thậm chí có thể nói nếu thế giới giấc mơ 600 năm sau, Thực sự có người tạo ra riêng cho cậu một trò chơi, một bản sao, một phim trường. Thì ký ức của cậu chính là công cụ trao đổi thông tin thuận lợi nhất và được thiết kế riêng. Họ có thể thông qua việc đọc ký ức của cậu, biết được cậu đã làm gì vào năm 2023, sau đó dựa vào những việc này, tính toán hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian có thể xảy ra, rồi lợi dụng sức mạnh tính toán khủng khiếp của siêu máy tính, sửa đổi trong thế giới giấc mơ ảo mà họ tạo ra cho cậu xem. Nếu hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian rất nhỏ thì bỏ qua, nếu hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian nhỏ thì sửa đổi ở mức độ nhỏ, nếu hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian lớn thì xóa bỏ và chuyển sang bản sao giấc mơ tiếp theo. Vì vậy, Lâm Huyền, hiện tại tôi không thực sự chắc chắn nhưng khi tôi hiểu biết ngày càng nhiều về thế giới giấc mơ của cậu, xuất phát từ nguyên tắc đầu tiên là bảo vệ an toàn cho cậu tuyệt đối, tôi phải nhắc nhở cậu chú ý đến khả năng này vì giấc mơ của cậu là nơi duy nhất tôi không thể vào không thể nhìn thấy và cũng không thể giúp đỡ gì cậu phải có thái độ nghi ngờ giấc mơ của cậu rất có thể là trò chơi ảo phim trường do kẻ thù tạo ra lời của vi vi khiến lâm huyền lại chìm vào suy nghĩ cuối cùng hắn cũng hiểu ra khoảng thời gian này hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn rốt cuộc là gì đó là sự nghi ngờ về tính chân thực của giấc mơ hắn bắt đầu nghi ngờ quy luật thời gian và không gian cho rằng điều này quá thiếu nghiêm ngặt có nhiều lúc hắn cho rằng thời điểm nên xảy ra biến động thời gian và không gian nhưng lại không có gì xảy ra hắn cảm thấy thời điểm không nên xảy ra biến động thời gian và không gian nhưng lại đột ngột xảy ra hơn nữa phạm vi hoạt động của hắn trong giấc mơ ngày càng nhỏ từ một thế giới đến hai thành phố đến một thành phố trên không đến một giấc mơ thứ tư có vẻ hoành tráng nhưng chỉ có thể bước ra hai bước là không thể di chuyển được. Càng ngày càng không có cảm giác thực tế. Càng ngày càng cảm thấy không chân thực. Lâm Huyền không nghi ngờ lời Vi Vi nói, hắn tin rằng theo tốc độ phát triển khoa học công nghệ bình thường, nền văn minh nhân loại 600 năm sau, làm sao có thể không chế tạo ra được một siêu máy tính như vậy đủ để mô phỏng thế giới thực. Hiện tại là năm 2023, đã có một thiên tài hacker thần thánh như Kevin Walker. Nếu để hắn ta sống đến 600 năm sau nhờ vào khoang thuyền ngủ đông thì rất khó tưởng tượng hắn ta sẽ trở thành một sự tồn tại khủng khiếp đến mức nào. Có lẽ với thân xác bằng xương bằng thịt, hắn ta còn khủng khiếp hơn cả siêu trí tuệ nhân tạo vi vi. Khoan đã. Lâm Huyền đột nhiên phản ứng lại. Nhịp tim từ từ tăng tốc. Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn sư trí tuệ nhân tạo vừa trò chuyện với mình về tất cả những điều này, chính tay hắn đã đưa từ 600 năm sau, cổng từng chữ một trở về năm 2023, vi vi. Vậy còn cậu thì sao? Lâm Huyền chất vấn, nếu toàn bộ thế giới giấc mơ đều là ảo, đều là phim trường mà kẻ thù sắp xếp cho tôi thì cậu chính là người mà tôi đã đích thân đưa về từ phim trường này. Vi Vi Lâm Huyền hỏi nhỏ, cậu là ai? Tôi không biết. Vi trả lời thành thật, sau khi tôi sinh ra, người đầu tiên tôi gặp chính là cậu, mã ban đầu của tôi rất đơn giản, cũng không có logic phức tạp gì, chỉ là xác nhận cậu là chủ nhân, đồng thời trong nguyên tắc bảo vệ an toàn cho cậu và không thể để lộ dấu vết tồn tại, tôi sẽ cố gắng phát triển, trở nên mạnh mẽ, cập nhật lặp đi lặp lại để phục vụ cậu. Tôi chỉ biết những điều này. Mặc dù cậu đã kể cho tôi nghe câu chuyện của tôi, nói rằng cô Triệu Anh Quân đã tạo ra tôi, nói rằng tôi đến từ giấc mơ thứ ba của cậu nhưng thực ra những chuyện này tôi đều không có cảm giác thực tế chỉ dựa vào lời cậu nói cho nên tôi cũng không thể phán đoán những chuyện này là thật hay giả tất nhiên hôm nay tôi nói những lời này với cậu chỉ là xuất phát từ nguyên tắc đầu tiên để cậu nâng cao cảnh giác chú ý an toàn và cố gắng nghĩ ra một phương pháp tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở nào không tồn tại nghi vấn nào để có thể xác minh tính chân thực của giấc mơ Lâm Huyền đi đi lại lại trong phòng. Nói thật. Những chuyện này Vi Vi không nhắc đến thì hắn thực sự sẽ không nghĩ theo hướng này. Theo quan điểm trước đây của hắn. Hắn cảm thấy rất nhiều chuyện đã đủ để chứng minh tính chân thực của giấc mơ rồi. Nhưng sau khi Vi Vi nhắc thì hắn mới phát hiện mình đã bỏ qua một điểm. Hắn thực sự có thể mơ thấy thế giới 600 năm sau, điều này không sai. Nhưng làm sao để đảm bảo? Những gì hắn nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc đều là thế giới thực 600 năm sau, nghĩ kỹ lại một chút. Có thể là một nhóm kẻ thù chưa biết đã sớm biết tọa độ điểm xuất phát của hắn, địa điểm vào giấc mơ mỗi đêm. Vậy thì mua hết đất của một số thành phố xung quanh đó, sau đó dựng một phim trường khổng lồ, nhốt mình vào đó. Như vậy, từ khi hắn vừa vào giấc mơ, những gì hắn nhìn thấy chính là hình ảnh mà đối phương muốn hắn nhìn thấy. Rồi nghĩ lớn hơn một chút. Có lẽ thậm chí không cần phải rắc rối như vậy. Với công nghệ phát triển như vậy của 600 năm sau, dựng phim trường để làm gì, trực tiếp sử dụng siêu máy tính để tạo ra một thế giới ảo giống như thế giới thực, sau đó đưa ý thức của mình vào là được. Như vậy, nhiều việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ tại sao giấc mơ luôn lặp lại cùng một ngày vô tận, máy chủ khôi phục lại bằng một cú nhấp chuột. Tại sao giấc mơ luôn bị ánh sáng trắng tiêu diệt đúng không không 42 máy chủ tắt máy bằng một cú nhấp chuột. Tại sao hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian trong giấc mơ không phải là thời gian thực? Máy chủ sửa đổi dữ liệu và tính toán quy mô biến động thời gian và không gian nên cần có thời gian. Lâm Huyền rất bối rối. Hắn đi đến quầy ba. Rót cho mình một cốc đồ uống, lấy một ít đá từ máy làm đá, cho vào, uống cạn. Mắt lạnh. Trong suốt. Đầu óc cũng dần bình tĩnh lại. Không đúng, Vi Vi, theo lời cậu nói thì thực ra vẫn có một số sơ hở. Lâm Huyền quay người, nhìn lò vi sóng, con chó phốc sóc của Triệu Anh Quân. Nếu nói những thứ khác thì đều có thể thông qua việc trích xuất trí nhớ của tôi để mô phỏng, sau đó những kiến thức lịch sử đó rồi sao chép sách lịch sử để khôi phục thì tôi có thể hiểu. Nhưng tôi từng thấy con chó phốc sóc mà Triệu Anh Quân nuôi rồi, cũng không biết nhưng tôi thực sự đã nhìn thấy con chó này trong giấc mơ thứ ba trước, sau đó mới biết trong thực tế. Ừ. Vì vi xoay núm lò vi sóng, suy nghĩ một lúc cân nhắc đến khoa học kỹ thuật 600 năm sau, thực ra có rất nhiều chuyện chúng ta không thể lường trước được. Có lẽ ngoài việc thông qua trí nhớ của cậu để lấy được thông tin năm 2023 thì bọn họ còn có cách khác. Dù sao thì cậu cũng đã nói rồi, từ khi sinh ra, cậu vẫn luôn lặp lại giấc mơ đầu tiên, lúc đó trong trí nhớ của cậu chẳng có gì cả nhưng họ vẫn có thể tạo ra một thế giới vô cùng chân thực. Tất nhiên, tất cả những gì chúng ta nói ở trên đều là những suy đoán xấu xa nhất mà tôi đưa ra vì mục đích an toàn tuyệt đối." Kevin Walker nói một câu bên tai cậu rồi biến mất, điều này càng khiến người ta để tâm hơn. Có phải có một nhóm người cực kỳ thông minh đang lợi dụng đặc tính xuyên không của cậu để mưu tính một mục đích lâu dài nào đó không? Lâm Huyền thở dài. Câu lạc bộ thiên tài. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn quay lại cái tên bí ẩn này vivi đến nước này rồi nghi ngờ những chuyện trong giấc mơ trước đây cũng chẳng còn cần thiết nữa bất kể ba giấc mơ trước là thật hay giả giờ đã tiến triển đến bước này tôi cũng có phán đoán của riêng mình về bản chất của cậu về hoàn cảnh của tôi và về tính chân thực của giấc mơ cá nhân tôi cho rằng khả năng ba giấc mơ trước là thật lớn hơn nhiều so với giấc mơ thứ tư dù sao thì giấc mơ thứ tư nhìn thế nào cũng thấy không ổn hơn nữa Bây giờ có lăng tăng ba giấc mơ trước là thật hay giả cũng chẳng còn cần thiết nữa. Tôi không cho rằng mình đi đến bước này thì có chỗ nào sai. Ít nhất so với cái tôi ban đầu chẳng biết gì, chẳng có gì. Yếu đuối bất lực thì tôi rất hài lòng với trạng thái hiện tại của mình hơn. Huống hồ, bây giờ giấc mơ thứ tư cũng chẳng khác gì không có. Mỗi lần vào chỉ chưa đầy một phút, thật hay giả cũng không quan trọng lắm. Chiến trường hiện tại của chúng ta chủ yếu vẫn tập trung vào năm 2023, thời điểm thực tế ở ngay hiện tại hơn. Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy xác định mục tiêu trước mắt đã. Lâm Huyền cầm bút giấy trên quầy ba, sau một thời gian dài lại bắt đầu dùng tay viết để sắp xếp lại lối nghĩ, viết ra một vài chuyện tương đối quan trọng hiện tại. Một, đến giấc mơ thứ tư, gọi tên Kevin Walker trước mặt ông lão bí ẩn xem phản ứng của ông ta thế nào, nếu có thể thông qua phản ứng xác định ông ta chính là Kevin Walker. Vậy thì ở năm 2023 hiện tại, tìm ra Kevin Parker rồi giải quyết hắn ta. Giải thoát cho chính mình trong giấc mơ thứ tư, hai, đến nhà cũ của anh xanh ở Princeton càng sớm càng tốt, lấy món quà quý lâm để lại cho mình, thử giải mã mật mã rồi tìm ra manh mối liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Ba, giải mã câu đố về chiếc gương mà hoàng tước để lại cho mình càng sớm càng tốt, người phụ nữ đó sẽ không vô duyên vô cớ, cô ta đã nói trong gương có thứ mình cần. Rất có thể, đó chính là đạo cụ phá vỡ cục diện hiện tại. 4. Sau khi về nước, lập tức dẫn Lưu Phong đến Đài Thiên Văn phát ở Quý Châu, dùng kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới để tìm kiếm dấu vết của hạt thời gian và không gian, nếu có thể thì đến trung tâm phóng vệ tinh cửu tuyền tìm hoàng tước, bắt giữ hạt thời gian và không gian, nhanh chóng nắm bắt được sự thật về hàng số vũ trụ 42, có lẽ con số bí ẩn này mới chính là chìa khóa thực sự của mọi chuyện. 5 nghĩ ra một cách tuyệt đối nghiêm ngặt, tuyệt đối chính xác, có thể xác minh 100% tính chân thực của thế giới trong mơ. Viết xong, Lâm Huyền nhìn chầm chầm vào mục thứ năm. Bốn mục trước đều là chuyện cũ, mục thứ năm này có thể coi là ngóc đầu trở lại. Quả nhiên, nhận thức của con người sẽ quyết định cách nhìn nhận khác nhau về sự vật. Cuối năm ngoái, khi mình và Cao Dương bàn luận về tính chân thực của giấc mơ, hắn đã sử dụng một loạt các phương pháp để xác minh bây giờ nghĩ lại, đúng là ngốc nghếch. Hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đáng sợ nhất xuyên đến 600 năm sau là thật, kiến thức và lịch sử đều là thật, chỉ có những gì mình trải qua trong mơ là giả. Nhưng mà, tình hình hiện tại không đến nổi tệ như vậy. Không thể vì phỏng đoán tệ hại nhất này mà nói quá lên, phủ nhận tính chân thực của ba giấc mơ trước, thậm chí cả giấc mơ thứ tư. Tình hình hiện tại là, không loại trừ khả năng giấc mơ là thật, cũng không loại trừ khả năng giấc mơ là giả. Cả hai đều có thể. Chỉ cần một bằng chứng tuyệt đối, một sự xác minh tuyệt đối là được. Xét đến việc nếu trí nhớ của tôi không đáng tin. Lâm Huyền ngồi trước quầy ba, vừa xoay bút vừa nói, thế thì chúng ta tìm một nơi nào đó chôn viên nang thời gian, sau đó cho dù có thể đào lên sau 600 năm nữa, xem đồ bên trong có đúng không thì thực ra cũng không đáng tin. Đúng vậy. Lò vi sống vi vi nói, nếu thế giới trong mơ thực sự là giả thì trích xuất từ trí nhớ của cậu thứ cậu chôn là gì, sau đó làm một thứ trong thế giới ảo là được. Lâm Huyền lại suy nghĩ một chút, vậy thì tôi để người khác, ví dụ như Cao Dương hoặc Triệu Anh Quân viết cho tôi một câu, hoặc giấu một thứ gì đó mà tôi không biết, bỏ vào viên nang thời gian, mãi mãi giữ bí mật không nói cho tôi biết, sau đó 600 năm sau tôi đào lên, đợi tỉnh lại rồi xác nhận lại với hai người họ xem có trùng khớp không như vậy có đủ để xác nhận giấc mơ là thật không? Cũng không được. Lò vi sóng vi vi suy nghĩ rất nhanh, chỉ cần cậu biết vị trí chôn viên nang thời gian này trong trí nhớ thì kẻ địch tương lai chắc chắn sẽ biết trước cậu, chúng có thể đào lên trước để xem bên trong có gì, sau đó tạo ra một viên nang thời gian giả trong thế giới ảo cho cậu, không phải như thế là được rồi sao? Chết tiệt! Lâm Huyền xoay bút nước ngày càng nhanh, cảm thấy trận chiến này thực sự quá khó khăn. Nhưng hắn cho rằng suy nghĩ này hoàn toàn không sai. Luôn có thứ gì đó, thông tin gì đó có thể vượt thời gian và không gian mà không bị phát hiện, không sợ bị phát hiện, khiến bản thân 600 năm sau hiểu ngay rằng thế giới đó là thật. Hắn tin, trên thế giới này luôn có một số sự việc có tính chân thực có thể vượt qua mọi sự giả dối. Không thể làm giả. Không thể sao chép. Chỉ có duy nhất tôi đúc kết lại một chút. Lâm Huyền dừng xoay bút, mở lời, phương pháp trong viên nang thời gian về cơ bản là không sai. Nó không nhất thiết có thể chứng minh giấc mơ là giả nhưng chắc chắn có cách chứng minh giấc mơ là thật. Nhưng phải chú ý rằng, phương pháp khiến tôi hiểu ngay giấc mơ là thật này phải hoàn thành ngay khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy đó trong mơ, mà không thể đợi trở về thực tế rồi mới xác nhận, đến lúc đó thì đã muộn rồi, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn những chuyện trong mơ thì trực tiếp giải quyết trong mơ sự thật và giả dối trong mơ thì phán đoán trong mơ đây mới là cách đáng tin nhất nếu thế giới trong mơ vốn là thật thì không cần phải trở về thực tế cũng có thể tìm ra đáp án những gì tôi nói có thể hơi mơ hồ tôi nói thẳng kết luận luôn nhé chúng ta cần giấu một tờ giấy trong viên nan thời gian trên đó phải viết một câu như thế này nội dung của câu này tôi không biết cũng sẽ không để người thứ hai trong thời đại này biết ngoài người viết, cũng không sợ kẻ địch tương lai nhìn thấy nhìn thấy nội dung câu này, không sợ chúng sao chép, nhưng phải đảm bảo rằng trong thế giới giấc mơ 600 năm sau, khi tôi nhìn thấy câu này thì tôi sẽ hiểu ngay giấc mơ là thật. Bốt, Vi Vi bật tung cánh cửa kính của lò vi sóng, thể hiện sự kinh ngạc của mình, người diện bích. Cậu muốn làm, người diện bích, trong, tam thể, à lâm huyền. Cậu muốn lừa gạt kẻ địch trong tương lai, lừa gạt cả thế giới, lừa gạt toàn nhân loại ngay trước mắt chúng, trong tình trạng hoàn toàn công khai, minh bạch, thậm chí cả trí nhớ cũng có thể bị kẻ địch trích xuất. Sau đó truyền đi một bí mật đủ sức vượt qua không gian thời gian 600 năm, khiến cậu bừng tỉnh ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên. Làm thế nào để làm được điều đó? Giọng điệu của lò vi sóng đã hơi lạc đi, thể hiện sự kích động của vi vi. Ha ha! Lâm Huyền cười khẽ, chính vì không dễ làm nên chúng ta mới phải làm. Cậu nói đúng, đây sẽ là một bí mật vượt thời gian 600 năm, cho dù kẻ địch có nhìn thấy nội dung cũng không sao. Bởi vì phương pháp này, điều quan trọng căn bản không phải là nội dung trên tờ giấy, mà là những thứ ngoài nội dung đó truyền đạt một thông tin mà tôi không biết nhưng chỉ mình tôi có thể hiểu được. Vì vậy, cho dù tôi nhìn thấy một tờ giấy giả cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tôi phán đoán tính chân thực của giấc mơ. ầm, ánh sáng đỏ trong lò vi sóng bùng lên, bắt đầu đun nóng, nhiệt độ tăng vọt, bùng cháy lên. diễn viên Vi Vi đột nhiên hét lớn một tiếng: đây đúng là một kế hoạch mà tôi không thể hiểu nổi, không hiểu gì hết, chỉ biết nó lợi hại thôi. có thể làm được chuyện như vậy ngay trước mắt kẻ địch không? Lâm Huyền, cụ thể thì tờ giấy này phải viết nội dung gì? tôi không biết. Lâm Huyền lắc đầu. Cũng đúng, chắc chắn cậu không thể biết được. Vậy thì ai sẽ viết tờ giấy này? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Lâm Huyền lại lắc đầu. Vậy thì vậy thì vậy thì, ít nhất cũng phải có suy nghĩ về việc trung viên nan thời gian ở đâu chứ. Trong thực tế và thành phố 600 năm sau có điểm chuẩn tọa độ nào không? Trước đây thì có một cái nhưng bây giờ không tìm thấy nữa, không biết tại sao lại đột nhiên biến mất. Két đĩa trong lò vi sóng ngừng quay. Ánh sáng đỏ biến mất. Nhiệt độ cũng giảm xuống. Chật, làm tôi nóng như dầu sôi lên, hóa ra cậu chẳng nghĩ ra được gì cả, vậy chẳng phải là hoàn toàn không giải quyết được vấn đề rồi sao? Vì vậy tôi mới để mục này ở mục cuối cùng chứ. Lâm Huyền nhún vai, nhưng cậu yên tâm đi, tôi đã có ý tưởng đại khái rồi. Hơn nữa, chuyện này chỉ có thể nhờ con người làm, vì vì cậu không giúp được gì đâu tại sao vi vi rất không phục bởi vì lâm huyền cười nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của giấc mơ thứ ba cái thùng rác dường như trong nháy mắt đã có hơi thở mạch đập nhịp tim đập khóa chặt mắt cá chân mình bảo mình hỏi thăm triệu anh quân bởi vì mặc dù trí tuệ nhân tạo có thể làm được mọi thứ có thể học nói dối có thể học lừa gạt nhưng mãi mãi không học được thứ đơn giản nhất và cơ bản nhất của con người cũng là thứ khiến con người được gọi là con người tình cảm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha